hôm nay chủ đề lời của Đức Chúa Trời mà tôi và các quý vị cùng dò xem là điều ranh của Đức Chúa Trời và con đường của sự cứu rỗi thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh chúng ta hãy dò xem về vấn đề rằng đối với chúng ta điều ranh của Đức Chúa Trời quan trọng đến dường nào để nghiên cứu tâm lý của người phạm tội một nhà tâm lý học đã bỏ mặt một chiếc xe ô tô tuyệt đẹp trên đường phố ở đô thị giàu có trong vòng vài ngày. Và ông ta còn mở hé cốp xe ở phía sau nữa. Thế nhưng, dù mấy ngày đã trôi qua mà vẫn không thấy chiếc xe có sự thay đổi gì. Nói cách khác, dầu đó là một chiếc xe tuyệt đẹp và cao cấp ở khu phố giàu có. Nhưng không có ảnh hưởng gây cho tâm lý của người ta để phạm tội thế nên ông ta đã đập vỡ một cửa sổ của xe ô tô kể từ ngày cửa sổ bị đập vỡ những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra tại khu phố giàu có ấy những đồ trang sức giá cao và đắt tiền trong chiếc xe bắt đầu bị biến mất từng một hai cái dầu những người ở khu phố giàu có trộm cướp những thứ ấy thì chúng cũng không có giá trị nhiều đối với họ nhưng sau khi cửa sổ bị vỡ thì nó gây tâm lý phạm tội trong tâm linh của những người trong khu phố là những người vốn giữ tốt trật tự rốt cuộc ông ta phát hiện hiện tượng kỳ lạ là người ta tháo ra bánh xe và mọi phụ tùng quan trọng của xe ô tô và chiếc xe ô tô ấy chỉ còn mỗi cái khung và bị bỏ mặt cho nên với nội dung thế này ông ta tìm tòi phương pháp làm sao có thể giảm tỷ lệ tội phạm tại khu vực nhiều tội phạm và quyết định bắt đầu vận động xóa bỏ chữ viết bậy. Không lâu sau khi vận động xóa bỏ chữ viết bậy được bắt đầu, thì tỷ lệ tội phạm giảm xuống đáng kể. Cho nên, sau khi trải qua khoảng độ một năm, thì gần 40% tỷ lệ tội phạm đã giảm xuống. Tôi nghĩ rằng, nội dung thế này Gợi ý thật nhiều điều cho chúng ta hành vi phạm tội nhỏ của một người gây ra vô số sự phạm tội và một vận động làm sạch có thể đánh lùi tấm lòng của những người muốn gây ra tội phạm các học giả đã có được kết luận rằng làm sạch môi trường xung quanh chúng ta là giúp ích trong việc phòng chống tội phạm Chứ không phải là phương pháp tăng số nhân viên điều tra Lý do tôi kể chuyện này cho các quý vị hôm nay Là vì khi phá vỡ luật lệ, điều ranh và phép đạo của Đức Chúa Trời Thì kẻ thù ma quỷ đã bắt đầu phá vỡ từ điều nhỏ Sau khi phạm sai lầm trông có vẻ như chẳng đáng gì Như tội phạm phá vỡ một cái cửa sổ nhỏ Thì từ lúc đó người ta có được tâm linh đạo Tấm lòng của người ta bắt đầu trở nên giản dĩ trong việc phạm tội. Mới đầu thì từ một điều là ngày sa bát nói rằng thứ bảy thì sao chứ, chủ nhật thì sao chứ, chỉ trên nhau một ngày thôi mà. Người ta bắt đầu phá vỡ luật lệ và điều ranh của Đức Chúa Trời với những suy nghĩ thế này. Vì thế, lễ vượt qua giáo ước mới bị phá vỡ, lễ trọng thể cũng bị phá vỡ. Rốt cuộc, người ta không e ngại mà phủ nhận ngay cả Đức Chúa Trời là đấng chế định luật lệ, điều răn và phép đạo và là đấng sáng tạo của luật pháp và ước mới là điều mà Ngài đã cho phép vì sự cứu rỗi của loài người. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đến thế gian này lần nữa. Cha, đấng anh sang hồng và mẹ trên trời đến thế gian này khôi phục từng một sự dạy dỗ và giáo huấn trong Kinh Thánh như ngày Sabat, lễ vượt qua giáo ước mới lễ trọng thể đã bị mất và Ngài dẫn dắt cho đến giờ hầu cho các con cái chúng ta có thể giữ. Và Đức Chúa Trời đã cho biết rằng điều răn của Đức Chúa Trời là quan trọng biết bao. Ngày sa bát là quan trọng biết bao. Và luật lệ, điều răn và phép đạo có ý nghĩa như thế nào? Và Ngài khôi phục từng mỗi một điều như trước đây. Tại khu phố mà tầng lớp giàu sinh sống, cho dù đậu xe ô tô tuyệt đẹp trong vòng nhiều ngày, thì người ta cũng không quan tâm mấy nhưng họ bắt đầu quan tâm đến kể từ ngày một cái cửa sổ bị vỡ tan sự quan tâm ấy là sự quan tâm đến sự phạm tội tâm lý phạm tội được phát sinh từ cái cửa sổ ấy giống như vậy khi luật lệ điều ranh và phép đạo của đức chúa trời bị vỡ một cái thì trở nên như thế nào người ta bắt đầu coi là đương nhiên về sự không giữ luật lệ điều ranh và phép đạo của đức chúa trời thứ bảy thì sao chứ chủ nhật thì sao chứ Lễ vượt qua thì sao chứ? Lễ Noel thì sao chứ? Chỉ cần kỷ niệm Đức Chúa Trời là được mà. Người ta không ngại ngần suy nghĩ thế này. Và rốt cuộc thì ngay cả đối với Đức Chúa Trời là đấng ban giao ước mới, ngày sau bát và lễ vượt qua. Người ta làm như thế nào đối với sự tồn tại của Đức Chúa Trời? Họ phủ nhận và phủ định ngài nữa. Đây chính là con đường mà Satan đã mong muốn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã làm như thế nào Mọi lễ thật mà Satan đã làm vỡ tan Ngài đã phục hồi từng mỗi một lễ thật Giống như xưa Ngài đã khôi phục ngày Sabbath bị vỡ Lại khôi phục lễ vượt qua bị vỡ Khôi phục giáo ước mới bị vỡ Khôi phục lễ trọng thể bị vỡ Để giảm bớt tỷ lệ tội phạm ở New York Thì cũng cần thiết nhân lực của nhân viên điều tra nhưng đó chỉ là hành vi mang tính thụ động, bắt giữ người đã phạm tội. Điều mang tính chủ động và năng động hơn điều ấy là xóa bỏ chữ viết bậy. Khi hoàn cảnh xung quanh trở nên tươi sáng, thì tâm lý phạm tội của người ta cũng giảm xuống. Đối với nhân sinh nhân loại, là những người đã phạm tội ở trên trời và bị đuổi xuống đất này. Đức Chúa Trời đã giáo huấn rằng, hãy coi trọng lẽ thật giáo ước mới và giữ tuyệt đối luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời hơn nữa. Hầu cho loài người không phạm tội lần nữa. Hành vi nhỏ bởi suy nghĩ rằng cái này thường thôi, kết cục phá hoại linh hồn chúng ta. Hành vi nhỏ ấy tuyệt đối không nhỏ đâu. Cho nên hôm nay, thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta hãy học rằng sự giữ điều răn của Đức Chúa Trời chính là con đường sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta. Dạo này trời rất nóng, đúng không? Khi trời nóng, thì tôi luôn nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban giáo huấn thực tế cho chúng ta thông qua thiên nhiên này nữa. Ở châu Âu, thì có những nước nhiệt độ nóng nực lên đến 50 độ. Bây giờ mọi thứ đều là lần đầu tiên trong cả đời. Khi thấy thời tiết nóng thế này, thì tôi nghĩ rằng trong cơn nóng này thì chúng ta cũng khó chịu mà. Nếu phải sống đời đời ở nơi cực khổ hơn Thì khó chịu biết bao đây Trong Luca chương 16 Người giàu đã nói cùng Đức Chúa Trời Được biểu tượng bởi Abraham Rằng Sai Lacerer nhúng đầu ngón tay vào nước Đặng làm cho mát lưỡi tôi Thưa các quý vị Cho dù nhúng đầu ngón tay vào nước Và cho lưỡi Nhưng có phải đó là hoàn cảnh Có thể cảm thấy sự mát mẻ chứ Thế nhưng, đã được phán rằng, nơi này xin cho nếm thử mùi vị ấy chính là địa ngục đời đời. Những lẽ thật của giáo ước mới mà bây giờ chúng ta đang rao truyền là điều quý trọng biết bao đối với loài người. Về điều quý trọng này, chúng ta không nên suy nghĩ đơn giản rằng có lẽ giữ ngày sa bát vì lý do này, có lẽ phải giữ lễ vượt qua vì lý do này. Bởi vì đã được ghi chép trong Kinh Thánh, trong khi hiểu tâm linh tha thiết của người giàu, xuất hiện trong ví dụ đã kêu lên rằng Xin làm ơn để họ đừng đến nơi phải chịu đau đớn này. các thể chúng ta phải biết coi trọng và tôn trọng điều răn của Đức Chúa Trời hơn nữa. Chúng ta hãy cùng xem lời dạy dỗ trong Ê-sai chương 24 câu 1. Này, Đức giê làm cho đất trống không và hoang vu. Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tới lễ như chúng dân. Ông chủ như đầy tớ trai. Bà chủ như đầy tớ gái Kẻ bán như người mua Kẻ cho mượn như người mượn Kẻ lấy lợi như người nộp lợi Ai cũng đồng một thể Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả Từ đất tại đây đã được ghi chép trong kinh thánh tiếng Anh là trái đất đúng không? Trái đất này sẽ đều trống không và hoang vu cả Vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy Đất thảm thương và tồi tàn Thế gian lụn bại và tồi tàn Những dân cao nhất trên đất hao mòn đi Đất, trái đất này Bị dân cư làm ô uế Vì họ đã phạm luật pháp Trái điều ranh Dứt giao ước đời đời Hãy xem câu 6 Vậy nên sự rủa xả thiêu nốt đất Những người ở trên nó mắc tội Vì có đó dân trên đất bị đốt cháy Chỉ còn ít người sót lại Đã được phán như vậy đã được phán rằng lý do hết thảy mọi sự việc thế này xảy ra là gì vậy? Được chấp rằng hiện tượng thế này xảy ra vì dân cư đã phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, trái luật lệ và không giữ giao ước đời đời. Thế thì, chúng ta thậm chí không thể thích ứng hoàn cảnh tiếp tục thay đổi như ở trái đất là nơi có nhiều sự khó khăn và có nhiều yếu tố và nội dung khó chịu trong đời sống chúng ta mà nếu chúng ta không thể đi vào nước thiên đàng vĩnh cửu nói cách khác nếu đi vào địa ngục thì sẽ ra sao đây những cảnh đã được tiên tri trong khải huyền rằng khói của sự đau đớn ấy bay lên đời đời nếu chúng ta đến thế giới thế này thì quả thật sẽ ra sao đây tuy nhiên thật may mắn là cha trên trời và mẹ trên trời đến thế gian này để cứu rỗi và cứu sống chúng ta khỏi sự đau đớn địa ngục. Ngài truyền bá giáo ước mới, ban sự dạy dỗ và dẫn dắt mọi nhân sinh nhân loại đến con đường sống. Chúng ta hãy mở tin lành Matthew chương 7. Hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 7 câu 21. Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta được vào đâu vậy nếu không thể đi vào nước thiên đàng này đã được phán về thế giới đời sau của chúng ta rằng đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét khi đứng trên vị trí được gọi là sự phán xét thì đức chúa trời sẽ phán rằng ngươi đi vào thiên đàng còn ngươi đi vào địa ngục chúng ta sẽ thuộc vào một trong hai giống như nếu đứng trước vành móng ngựa thì sẽ bị phân biệt là tội nhân hay không tại tòa phán xét cuối cùng đức chúa trời sẽ phân biệt có phải là người đi vào nước thiên đàng hay không tức là nước thiên đàng với địa ngục thế mà đã được phán rằng lúc đó ai mới có tư cách có thể đi vào nước thiên đàng người làm theo ý muốn của cha tức là ý muốn của đức chúa trời mới có thể đi vào nước thiên đàng đây là sự dạy dỗ mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho loài người khi Ngài đến thế gian này 2.000 năm trước. Thế thì, Đức Chúa Giêsu đã để lại sự dạy dỗ nào để phân loại người đi vào nước thiên đàng với người không như vậy? Tức là những người đi vào địa ngục. Hãy xem lời trong câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh chúa mà làm nhiều phép lạ sao khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gì hỡi kẻ làm gian ác ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta đã được phản như vậy kết cục những người làm theo ý muốn của cha đều được đi vào nước thiên đàng còn những người không như vậy thì sẽ chịu phán xét về địa ngục đời đời khi nghĩ xem những người chịu phán xét về địa ngục là người nào thì thấy rằng đó là những người làm dân ác những kẻ làm dân ác là những người không giữ luật lệ điều răn và phép đạo của đức chúa trời ấy là những người tuyệt đối không thể thực tiễn ý muốn của cha những kẻ làm ác thuộc trong những người không làm theo ý muốn của đức chúa trời nơi mà những người này sẽ đi vào là nơi hình phạt bởi lửa đời đời nhiều người nói như thế này nếu chúng ta dạy dỗ rằng nếu không giữ theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì sẽ đi vào địa ngục đời đời. Để đi vào nước thiên đàng thì phải tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì có người nói rằng bao người khác cũng đi mà tôi cũng đi địa ngục thôi. Nhưng họ lại không thể chịu đựng cơn nóng này. Họ đau đớn và khó chịu đến mức nói rằng nóng quá nên không thể sống nổi. Nhưng lại nói rằng tôi sẽ đi theo địa ngục mà người khác đi đến. Đây là lời nói ngu muội biết bao hết thảy chúng ta phải nỗ lực để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã ban giáo huấn này vào tầng ước. Và các đấng tiên tri trong 66 quyển Kinh Thánh cũng nói về nội dung này. Chúng ta hãy xem cảnh làm thức tỉnh chúng ta về hậu quả của những người làm trái luật lệ, điều tranh và phép đạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mở Jeremy chương 11. Chúng ta hãy xem lời trong chương 11, câu 1. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cho Jeremy như vậy. Hãy nghe những lời giao ước này và bảo cho người Judah và dân ở thành Jerusalem. Ngươi khá bảo chúng nó rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Đáng rủa thay là những người nào? Bị rủa có nghĩa là phía nước thiên đàng hay là phía địa ngục trước tòa phán xét. Không thể không chịu sự đoán phạt nơi địa ngục Ai đã phán vậy? Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy Chẳng phải đang truyền cho dân sự như vậy hay sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Người không nghe Tức là người không theo lời giáo ước này Thì sẽ bị rủa xả Chúng ta hãy xem tiếp câu 4 Mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ tôi khỏi lò nấu sắt mà phán rằng hãy nghe tiếng ta nói theo điều ta dạy mà làm vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta ta sẽ làm đức chúa trời các ngươi đã được phán như vậy đối với người nói theo và giữ lời của đức chúa trời thì ngài đã hứa rằng đức chúa trời sẽ làm đức chúa trời của họ họ làm dân của đức chúa trời không phải Đức Chúa Trời phán lời này để uy hiếp và đe dọa chúng ta. Rằng nếu không như vậy, thì sự rủa xả sẽ giáng trên chúng. Vì những điều này nhất định sẽ xảy ra. Cho nên Ngài truyền cho chúng ta biết sự thật chân chính ấy thông qua đấng tiên tri. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Jeremy chương 16 câu 10. Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, Chúng nó chắc hỏi người rằng, sao Đức Giê-hô-va rao những tai nạn này cho chúng tôi? Hoặc chúng tôi có tội gì? Hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Hãy xem câu 11. Người bạn khá đáp rằng, Đức Giê-hô-va phán, ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác, đã hầu việc và quỳ lại các thần ấy mà đã lìa bỏ ta. Và không giữ cái gì vậy? Chỉ cần thấy một hiện tượng không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời thì biết được rằng các ngươi theo các thần khác và phản bội Đức Chúa Trời đã được phán rằng Ngài có thể biết hết thảy hiện tượng tại này. Các ngươi không giữ luật pháp ta. Đức Chúa Trời đang giải thích rằng vì thế nên tai nạn lớn này sẽ dán trên các ngươi. Đức Chúa Trời tiếp tục cảnh báo thông qua đấng tiên tri Jeremy rằng luật lệ, điều răn và phép đạo của Ngài quan trọng biết bao. Chúng ta hãy xem cảnh ấy trong sách Jeremy chương 44 câu 22 vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm nên đức giê hô va không chịu được nữa vì vậy đất các ngươi đã trở nên hoang vu gỡ lạ và sự rủa xả chẳng có ai ở như có ngày nay ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội cùng đức giê hô va bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng đức giê hô va và không bước theo y nguyên những cái gì vậy luật pháp mạng lệnh và sự dạy dỗ của ngài nên tai vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay đã được phán như vậy. Ấy là bởi các ngươi không bước theo luật pháp, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nên tai vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay. Đức Chúa Trời đang dạy dỗ như thế này. Thế thì, ngày nay, nếu chúng ta mong ước vương quốc trên trời và mong muốn sự cứu rỗi của nước thiên đàng vĩnh cửu, thì dầu điều kiện xung quanh chúng ta trên thế gian này có ra sao chăng nữa thì chúng ta cũng phải làm như thế nào luật lệ điều ranh và phép đạo của ngài chúng ta phải giữ một cách trung thực bây giờ đức chúa trời có thể đặt chúng ta trong hoàn cảnh có thể giữ tốt phép đạo của đức chúa trời một cách dễ dàng tuy nhiên khi ngài làm như vậy thì ai cũng có thể giữ cho nên ngài thử đặt chúng ta trong hoàn cảnh không như vậy khi Ngài trông thấy chúng ta nỗ lực và vất vả trong hoàn cảnh ấy bởi nghĩ rằng tôi ác phải giữ luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời thì Ngài có thể nắm bắt được trọng tâm chân thật của chúng ta và biết được đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời chẳng phải vậy sao. Ngày xưa, một nhà giàu nọ có một con trai. Người cha nghĩ rằng tôi có nên cho con trai kế thừa tài sản chăng? Quả thật con cái này có thể gia tăng gia tài được chăng? Vì người cha rất tò mò nên vào một hôm dặn con trai rằng: "Hôm nay con hãy ra ngoài đường phố, chảy mồ hôi và tự tay kiếm tiền về, cho dù phải làm bất cứ điều gì." Người cha không muốn con trai cứ tiêu tan và làm giảm sút tài sản của cha mẹ. Nhưng người con trai chưa bao giờ buôn bán hoặc lao động ở ngoài trời cho nên người con trai không làm gì được cả và trở về nhà bằng tay không khi người mẹ trông thấy con trai thì thật thương xót cho nên người mẹ giấu cha mà đưa cho con trai ba cái đồng tiền và nói rằng hãy đưa đồng tiền cho cha con giảm nỗi giận dữ của cha và hãy nói rằng đây là tiền con đã tự mình kiếm được nhé con trai nhận lấy thứ mà mẹ nó đưa cho và đưa ba đồng tiền ấy cho cha rồi nói rằng, cha ơi, đây là tiền con tự mình kiếm được hôm nay. Khi thấy đồng tiền ấy, thì người cha liền nổi giận, nói rằng, ôi dào, rồi ném đồng tiền vào lò lửa nhà bếp, là nơi có củi đang bị đốt cháy. Người con trai chỉ biết ngây người, đứng nhìn cảnh cha ném chúng. Cho nên, cha nói rằng, con không được lừa cha đâu. Con hãy tự mình trực tiếp kiếm tiền và đưa cho cha xem nào. Đây chẳng phải là tiền con đã kiếm được và sau đó chuyện như thế này đã xảy ra lặp đi lặp lại mỗi lúc đó người mẹ đã giúp đỡ con ở bên cạnh vào mỗi lúc người cha nhận ra tất cả đây chẳng phải là tiền con đã kiếm được thế nhưng vào một ngày nọ con trai nghĩ rằng làm thế này thì không được tôi sẽ đi kiếm tiền một lần theo như mong ước của cha là người con trong nhà giàu nhưng con trai đã đi giúp làm ruộng đốn củi trong khi rớt mồ hôi. Như vậy, con trai đã kiếm được một đồng tiền. Con trai đã nói rằng, đây thật là đồng tiền mà con đã trực tiếp kiếm được, nên có thể làm hài lòng cha. Thế nhưng người cha lại nói rằng, ôi dạ, con dám lừa cha sao? Và ném đồng tiền lần nữa. Thế thì con trai giật mình ngạc nhiên, đưa tay vào lò lửa để nhặt lấy đồng tiền và nói rằng, đây là đồng tiền mà con đã rớt mồ hôi nhiều lắm mới kiếm được, mà sao cha lại ném nó nói như thế này và con trai cố gắng tìm kiếm đồng tiền lúc đó thì cha mới nói rằng đồng tiền này mới chắc chắn là tiền con đã trực tiếp kiếm được đức chúa trời phán mệnh lệnh rằng hãy giữ luật lệ điều răn và phép đạo và đặt chúng ta trong mọi hoàn cảnh đôi khi đặt trong hoàn cảnh khó khăn đôi khi đặt chúng ta trong hoàn cảnh có thể giữ một cách dễ dàng nếu đặt mọi người trong hoàn cảnh ai cũng có thể giữ được thì không thể biết được rằng ai là người coi trọng luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi được đặt trong hoàn cảnh khó khăn, những người cố gắng khắc phục hoàn cảnh ấy để giữ. Những người thế này chính là những người biết rằng luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời quan trọng dường bao và tuân theo. Chẳng phải vậy sao? Lấy nhiều phương pháp thế này, Đức Chúa Trời nhìn vào trọng tâm của chúng ta theo nhiều phương hướng này thưa các quý vị, đôi khi Đức Chúa trời cũng đặt nhiều loại trước ngại vật để dạy dỗ chúng ta sự thật đàng. Điều răn của Đức Chúa trời là con đường nước thiên đàng chân thật có thể dẫn chúng ta đến con đường sự cứu rỗi. Hễ vào ngày Sa Bát thì có việc xảy ra rất kỳ lạ, có trường hợp làm cho chúng ta đắn đo giữa ngày Sa Bát với vật chất và cứ vào ngày Sa Bát thì tiếp tục xảy ra những chuyện không thể đến hội thánh. Cho nên thông qua mọi nội dung thế này. Đức Chúa Trời xem rằng, quả thật, người này coi trọng hay coi nhẹ luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Và Ngài đo lường đức tin và cân nhắc trọng lượng đức tin chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem lời trong suốt Egypto Ký chương 15, câu 25. Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ Người lấy liền xuống nước Nước bèn hóa ra ngọt Ấy tại đó Đức giê hô va Định cái gì vậy Định luật lệ cùng luật pháp độ cho dân sự Và tại đó Ngài làm như thế nào Đã được phán rằng Đức Chúa Trời đông đếm toàn bộ xem Có giữ tốt hay không Phép đạo và luật lệ Thưa các quý vị Đối với chúng ta, có ngày sa bát, có lễ vượt qua, có luật lệ của khăn trùm, là luật pháp của Đức Chúa Trời, và có luật pháp cấm tôn kính hình tượng. Và có luật pháp chịu phép báp têm, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta hết thảy phép đạo của lẽ thật giáo ước mới của sự sống. Đã được phán rằng, kết cuộc mọi thứ này đều là vì ai vậy? Khi lập ra giáo ước mới, thì Đức Chúa Giêsu cũng phán như thế nào? Ngài đã phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúng ta không được quên mất sự thật rằng ấy đều là vì chúng ta. Chúng ta hãy xem một cảnh mà Đức Chúa Trời cho sứ đồ dân thấy sự mặc thị về vấn đề giữ luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem lời trong Khải Huyền chương 14 câu 6 điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời có tin lành nào có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất cho mọi nước mọi chi phái mọi tiếng và mọi dân tộc người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ đức chúa trời và tôn vinh ngài vì giờ phán xét của ngài đã đến hãy thờ phật đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng babylon lớn kia đã đổ rồi đã đổ rồi vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh hộ của nó lại một thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu giấu nó ghi trên trán hay trên tay thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không phá của đức chúa trời trong chén thành nộ ngài và sẽ chịu đau đớn trong cái gì trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con khỏi của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời những kẻ thờ lại con thú và tự nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ đã được phán như vậy chúng ta đã từng học nhiều lần Thông qua Khải huyền chương 13, Khải huyền chương 17 và chương 18. Về thú vật xuất hiện tại đây. Vậy bây giờ tại đây đã được phán rằng những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó chịu cái gì trên trán hay trên tay vậy? Những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời đã được phán như vậy. Chịu dấu của tên nó ghi trên trán hay trên tay? Thưa các quý vị, chẳng phải chúng ta đã xem ở đâu đó rồi sao? Chúng ta đã xem cảnh này ở đâu nữa? Đã được phán rằng khi làm cái gì thì sẽ nhận dấu nơi tay hay trán. Nếu giữ điều răn của Đức Chúa Trời thì lễ vượt qua là điều răn của Ngài được làm dấu trên trán. Kinh Thánh biểu hiện là nơi trán. Tức là giữa lông mày với lông mày. Có phép đạo của Đức Chúa Trời đã được phán rằng hãy lấy điều đó làm cái gì? Làm một dấu hiệu và làm một kỷ niệm nơi tay người nói cách khác nếu giữ luật pháp của đức chúa trời thì sẽ được nhận dấu hiệu nơi tay hay tráng nhưng nếu giữ điều răn của satan chứ không phải là điều răn của đức chúa trời thì sẽ ra sao kết cục cũng chịu cái gì nơi tay hay tráng cũng chịu dấu giấu... nhận dấu hiệu nơi tay hay tráng có nghĩa là giữ điều răn của đức chúa trời hay giữ điều răn của, của satan hết thảy được chia làm hai phần người giữ điều răn của đức chúa trời nhận dấu của đức chúa trời nhưng người giữ điều răn của con thú thì sẽ chịu dấu của con thú kết cục ngài cho sứ đồ dân thấy sự mặt thị rằng chúng sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm và khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời chúng sẽ chịu đớn đau như thế này như vậy, điều răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang giữ là con đường của sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho vì sự cứu rỗi của chúng ta. Mong không có một người nào, không có một linh hồn nào bị loại trên con đường của sự cứu rỗi này. Và không ai đánh mất mọi phép đạo của lẽ thật giáo ước mới như ngày Sabat lễ vượt qua và bao kỳ bảy lễ trọng thể. Giống như tấm lòng của David đã nói rằng nếu là điều răn của Đức Chúa Trời thì tôi sẽ quý trọng hơn vàng rồng Tôi mong chúng ta cũng có đức tin thế ấy Và đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đã quy định Xin cảm ơn